Chào mừng em trở lại kênh YouTube của Nhàn Kiên Giang chuyên về dòng xe Phu Chanel. Hôm nay Nhàn Kiên Giang được duyên có người anh đến từ Tiền Giang. Đến từ Tiền Giang ở huyện nào anh trai? À, huyện Cai Lậy. Huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang ha. Sáng mình đi mấy giờ vậy? 1 giờ mấy là đi rồi. Anh trai đi sửa xe mà anh em thấy là đi 1 giờ mấy cũng cực khổ rồi nè. Những anh em nào có gần gần em á, thì có lại đây, còn những anh em nào ở xa không được á, thì anh em cứ gửi xe là em cũng có nhận gửi nữa, thì em chạy ra ngoài nhà xe em lấy, không có gì. Xe mình tình trạng bệnh sao vậy anh trai? Cái nào nó yếu như nó chạy máy nó cũng không ấm mà không ấm im. Mình là xe máy giữa chưa trẻ, nồi thì có yếu, máy chạy dùng cũng chưa vừa ý. Làm nồi rồi mà không vừa ý. Con nồi có làm rồi không vừa ý. Đa số giờ em thấy á, làm nồi neo lại đó là chạy không có được anh em ơi, làm đúng kỹ thuật thì chạy được, còn anh em là làm sai kỹ thuật là không giờ chạy được. Phải neo mình á vòng 125 đời tua lẹ, anh em làm theo mấy cái đời tua chậm là tiêu rồi, có xài được đâu. Thì hôm nay Nhàn Kiên Giang sẽ mở cái xe của anh trai này ra, làm lại khắc phục lại cho nó về zin anh. Anh trai này từng chạy chiếc xe zin, khi những anh em mà xài chiếc xe zin đó mình sẽ biết cái nết xe zin như thế nào đó. Mình chạy chiếc xe zin mình biết cái nết rồi, mình làm lại trước quốc là chạy nó kỳ lắm, thua chiếc xe cũ anh trước trước khi chưa làm nữa. Chiếc xe này là chiếc Neo Kim anh em, bản số 63AM luôn đó. Quay bản số để em bảo hành cho chủ xe này 1 năm nha. Xe này cũng xe zin á, cái này máy thì em kiểm tra thì nó kêu cò hơi hơi à, chứ không có gì, có cái nồi thì yếu rồi nè, nồi xe này. Cái máy này đời đầu anh em, đời đầu mình nè, trong là cái máy này, máy Nhật Thái nè, cái lốc nó lốc đóng ba chữ cái này. A nè, anh thấy không, anh ra mấy cái đời đầu sườn xám này đồ nó chắc lắm anh em, sườn xám nè. Thì cái máy này khách nói khách mua máy ghi nó mở ra cái máy gớt mẹ nữa rồi, cái tông làm bậy nữa nè. Trưởng đa số bây giờ nó ví dụ mà bao ghi này là chín xương quậy rồi. Thì cái máy này bố có làm gọi chưa nè, này bố mới chát nè. Cái máy neo mà anh em cứ đụng vô cái chuông nha là thua rồi, không có xài được đâu. Cái máy này được bố ba càng xịn nè, ba càng gin mà xài dớt cái chuông, làm công thức tầm bậy tầm bạ không à. Tiếp tục hôm nay sáng anh trai ở Tiền Giang, thì bên nay giờ có thêm một người chú nữa. Ở đâu đến thì chú? Mình đến từ tỉnh nào chứ? Hậu Giang. Hậu Giang ở huyện nào? Ở huyện Châu Thành. Xe của mình tình trạng sao chú? Nó bị nguội á, đề máy lên nó tay bị tắt. Đưa buông ra tắt à. Vậy nó có kêu gì không? Có kêu là cọc 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 đó. Kêu cọc 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 đấy ha. Nay thì Nhàn hẹn tới 2-3 tài lần nha, tại vì em gọi dồn quá đi. Em nghỉ mấy ngày chuyển máy móc này kia đó, cũng dồn thế vậy thôi, đánh bữa nay 3-4 chiếc luôn. Nên em hẹn 4 chiếc lần. Thì có những chiếc gỡ máy, có những chiếc không cần phải gỡ máy, thì ra mình làm nó nhanh. Cần gỡ máy thì mình làm trong vòng 2 tiếng hồ là xong rồi. Gỡ máy thì có thể làm 3 tiếng 4 tiếng tùy theo cái máy sạch máy dơ nữa. Như cái chiếc xe của anh đó là chút xíu là rồi đó, đồ đạc rồi đó, đồ mấy đẹp đó chuẩn bị xong hết trơn rồi đó, dùng thứ bít tông thay bít tông thay nó, thành ra mình không có xế nồng đâu mà chậm. Những mấy cái máy mình gia công là thì đồ nó lâu, còn mình thay đồ ngon đồ mới vô thì nó ngon hơn, nhanh lẹ cho mình. Còn chiếc xe của chú để Nhàn tháo Nhàn kiểm tra coi tình trạng sao nhận báo. Cái đó thì xe chú không cần phải gỡ máy, thì cái đó là mình nghe tiếng máy mình biết có nên làm gì rồi. Thì xe chú là chiếc khu 2 biển 95 đó, thì quay biển số lên cho chú luôn. Với cái chiếc ngoài kia nữa, chủ xe ảnh ngại ảnh không có ra mặt này, đi sửa xe đi giấu vợ đó, đi sửa xe vợ lúi mặt lên cho thấy vợ chữ nữa. Xe này thì xe của chú xe mua xe zin mà giờ thành mẹ chiếc xe rớt rồi, trái bít tông làm bậy rồi. Em có nói chủ xe thôi về zin luôn, thay cho chủ xe cái chuông khác. Xe chủ xe về zin là thay luôn cái lọn bạc bít tông mới luôn nè. Thì cái phần này cái xe này nhanh gọn lẹ à, không phải các nhà cắt tới đâu rồi hả, cắt kiếp cho người ta sửa xe chứ gì coi. Cái chiếc xe này ở Hậu Giang này của chú này để vậy, chú nói dắt sáng thì đề máy chạy nó bị tắt là một, thứ hai nữa là tiếng máy nó có kêu bít tông, nó kêu thì nó kêu, chú không biết kêu tông đâu, ở đây mình là thợ biết thôi. Thì nói chú nghe thì ở nó kêu bít tông là tạch tạch vậy thôi, không có gì. Máy chạy ra đây thì không có kêu gì mấy đó, nó kêu gạch 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 vậy.
Còn chiếc xe này á, thì Phú Hai này thì chủ xe nói máy làm hết trơn rồi, không vừa bụng nữa. Xe này thì rung tới cái tay luôn á, rung tê tới cái tay luôn, rung giò rung tê tới cái tay luôn. Để em coi cái máy này phải chẻ luôn rồi nè. Còn cái xe đó của chú không cần phải chẻ máy, xe này chỉ cần là nó ngồi cái nóng máy lên nó chuyện nó ấm đó. Đây, và cái nó ngồi nó mới kêu tạt 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 nóng lên nó hết kêu. Đó, cái đó là gọi là lỏng bê tông đó, kêu đó. Kiểm tra tông rồi với nồi này kia rồi coi dùng. Dạ dạ, rồi để nhà cho mấy anh. Mở nồi có mòn không thì tay tay bố hay kia gì đó. Dạ dạ dạ, ok chú. Cái này á mình có điều kiện mình dì ghin, còn có là mình xài đổi lại chế bê tông khác, xài bê tông xịn là bê tông lô, không phải bê tông ghin. Cái bố của mình á thì nó làm là bố bố cước rồi nè. Thời mấy cái bài này không có xài được thì mình bỏ, mình xài bố hãng lại. Bố hãng. Mình xài đồ chính hãng là ngon rồi, không có gì. Thì cái tài chính của mình cái lồng, cái bộ này xây chiếc bóp làm lợi thôi. 4 triệu cho lại. Thay lồng luôn. Thay lồng luôn. 4 triệu quay đầu, chơi luôn ha. Mức đó vừa ha, vừa thì mình chơi mức đó, mình xài bỏ chuông, bỏ bố cước, xài lại bố chuông FCC, bố hãng, bố lá hãng, bỏ luôn cái lồng này, xài lại cái lồng hàng Honda chính hãng mình lại. Lên cái nồi Thái thì nó thêm tiền nữa. Thái thêm nhiêu? Nếu mà lương nồi Thái thì nồi Thái 2 triệu 8, nó cũng gần 6 triệu. Nếu mình lên nồi Thái luôn thì nó cũng gần 6 triệu, nó cũng 5 triệu mấy 6 triệu, chìm chìm 6 triệu. Nồi này vẫn chạy được, mình làm bố hãng là chạy được bình thường. Chú thấy mức tài chính là vừa vừa thì mình làm 4 triệu quay đầu hoặc là làm 6 triệu quay đầu, hai mức đó. Thay hết bố này lên là nếu mà thay nguyên cái đầu là nguyên cái cục này dùng bỏ nè, không có xài nè. Dạ. Cái này mình làm bố là mình bỏ rồi. Mình giữ được cái cùi này với cái quả nhông bàn nè. Lá bố bà càng là bỏ. Còn nếu mà điều kiện mình cho phép thì bỏ hết, không có chừa. Đấy, chú thấy mức nào vừa thì nói nhàn nhà làm tới mức đó. Làm 4 triệu quay đầu hay là 6 triệu quay đầu cái nào cũng được, nào là cũng xài đồ xịn hết trơn á. Làm 6 triệu luôn. Làm 6 triệu quay đầu luôn ha. Rồi chú chơi lớn luôn anh em, làm 6 triệu quay đầu. Rồi chơi mình chơi lớn luôn đi. Rồi vậy chút xíu nữa là 6 triệu quay đầu là sao, làm sao quay cho khán giả coi luôn. Rồi vậy đây nhá. Rồi chiếc xe này của anh trai mình, xe này mình bị cái gì anh? Ờ nó kêu vậy đó hả? Cái xe này nó kêu dữ lắm anh em ơi. Rồi anh là tài chót nhất luôn đó nghe. Thì sáng anh điện em có nói nó thì kịp thì cho anh về trong ngày, không kịp là cái xe nó phải nhốt qua đêm. Tại em là đang còn làm 3 chiếc, hai con phu hai với con phu neo. Thấy làm sao? Thì ấy thì cho lính tháo qua đi rồi làm. Dạ dạ thì tụi em cũng gắng làm đặng cho nhanh lẹ thôi chứ để. Cái này ngày có gì tôi mượn xe nó chạy chết. Dạ chứ em đâu có nhốt xe để làm gì đâu. Thì những anh em ở đây tại em hẹn trước là về trong ngày hết. Cái xe kia xe nó rút ra chưa? Xe này mở ra được cái gì vậy? Chiếc Phu Hoa này là xe làm hết trơn máy rồi nè, làm chạy không được đó. Xe này làm như là có bố gin luôn nè, làm bố mới luôn nè, bố mới chuông mới luôn nè, bố mới chuông mới dên ép lại, cũng lên cốt này kia các thứ trơn nè. Em trẻ rồi, thì chiếc Phu Hoa này chủ xe người ta có gỡ lại cho em bộ đầu nồng nè, đó chơi đầu nồng Thái luôn, em có chục bô luôn nè, đẹp nghe, bộ này chắc 21-22 vậy nè. Rồi cục máy chủ xe chứ cũng cũng biết chắc nó bị nhừ tử hay vậy, chủ xe mới mua tới cái này luôn đây nè. Rồi để đây chút em gắn cho chủ xe. Con trai ở Tiền Giang này thì tụi em cũng đang công đoạn đang gáp vô, xíu nữa xong rồi nổ máy anh trai về sớm, anh trai đi 1 giờ sáng.
chiếc khu 2 này của chú ở Hậu Giang này á, thì chú nói làm tài chính cỡ 6 triệu quay đầu, thì 6 triệu quay đầu mình gồm cái gì? Làm được cái lồng chính hãng Honda nè. Lồng mới này chưa khui, chưa xé bọc luôn nghe nè. Được bộ bạc cái tông Thái. Được chơi cái nồi Thái luôn. Thứ gì chịu nổi không? Nồi 21 luôn anh em. Đó. Đó thì cái phần này của chú 6 triệu quay đầu vậy đi. Xíu nữa coi. Cái công đoạn gáp mình không cho, không có quay cái này, nó chạy quá dài, quay nó tới chiều á. Cái xe này gáp xong rồi nè, chút xíu nữa anh cái công đoạn em cho anh em nghe tiếng máy nó là xong rồi đó. Thì này nghe tiếng máy được chưa? Được rồi, phải không? Thì máy này hoàn thiện, nổ máy này nó nghe tiếng máy rồi nữa. Cái này thì mình làm đầu nòng ngoài dưới nồi rồi chứ mình không có chẻ máy. Máy nổ rồi nè. Lụm lúa được anh em ơi, không có tiếng kêu. Cho bán đệ em bắt quần áo nữa xong rồi. Còn hai chiếc này em sẽ review cho anh em nghe tiếng máy sau nha. Cho bán đệ nó gáp cho đi. Đây đồ còn cửa gáy này kia nó lâu lắm, mất thời gian lắm, nên ra quay nữa nó dài lắm. Em còn cái chiếc khuôn mộc của anh trai này để từ từ anh trai đợi em nha. Chiếc này đụng quen. Rồi cái chiếc này để chút xíu nữa em sẽ làm sao. Rồi anh em ơi, xe test xong rồi chủ xe kêu test thì chủ xe nó thôi, không test luôn. Tin tưởng rồi, không cần test. Thì tuy chú xe không test thiệt nhưng mà em cũng vẫn bảo hành cho chú xe một năm đàng hoàng. Vậy mà có hư hao chụp chặt thì chú xe mình không có tốn tiền gì đi. Máy thì chú xe cảm nhận này cũng vừa bụng rồi chứ không có gì mình còn chạy cảm nhận nữa, nó mới lên cái nét xe mình chạy cái đó mình không biết được. Nghe cái tiếng máy mình chưa có nghe cảm nhận đã mà mình chạy nữa chính xác. Vì chạy qua cái dốc cầu Mỹ Thuận đó. Rồi chạy coi được nhiêu điện báo em chạy coi qua 50 nổi không. Thì sáng chạy qua 60 nổi hả? Bốn mấy hả? Bốn mấy nó lì vậy đó. Giờ chạy lên chiếc xe là nhẹ lắm. Rồi lấy lon hai lon nhớt đi, để quên á. Lấy lon nhớt này. Giờ tiễn dành gì trước đi, tại sáng anh lợi sớm quá. Ừ. Lợi sớm hả? Tôi sợ. Lợi sớm. Tại vì anh đi 1 giờ mà. 1 giờ mấy là đi rồi. Dạ, cảm ơn cô thả nóng rồi. Con nào con? Để em kiếm cái bọc để vô cho. Về tới dưới rồi em hay cái nghe. Rồi. Ok. Máy này bọc chắc không xúc được ha. Rồi, chúc anh lên đường. Dạ. Rồi rồi, ok. Con đi chú ơi. Rồi chị, giờ chiếc xe của chú ở Hậu Giang này cũng hoàn thành xong về trước, tại xe chú không có gỡ máy. Cho anh em nghe tiếng máy cái chú chạy thử cái xe này chú cảm nhận sao rồi chú? Ừ, chạy nghe êm hơn lúc đầu. Êm nè, chạy nhẹ không? Máy nhẹ. Máy nhẹ. Giọt. Giọt luôn. Thật đợi cái lụm liền tự cái xe này. Khó chạy cái máy đã. Máy ấm luôn nè em ơi, chỉ có này nghe tiếng nồi chả thôi, chẳng có gì phải bàn hết trơn á. Thôi giờ chú lên đường được rồi đó. Thì vàng bảo hành cho chú cái máy này 1 năm chụp chặt là chú không có tốn tiền cái động cơ này rồi đó. Cảm ơn lại chúc anh nhà sức khỏe dồi dào ha. Dạ cảm ơn chú. Làm ăn càng ngày càng phát triển. Dạ chú về chú alo cho nhà hay một tiếng nha. Rồi lại cảm ơn chú. Máy quá nhẹ chú mày. Rồi chiếc khu 2 này tài cuối. Còn cái tài phu mập hồi nãy về rồi. Tài phu mập hồi nãy gấp quá không quay kịp. Chủ xe thử chưa ta? Chưa thử nữa ha. Chạy thử cảm nhận coi sao. Xe này là mình đậu mình chỉ cần hụ là biết nên không cần chạy nha. Để cái vò lên trên máy nè, với anh em vịn cái tay trên bi đông là biết nè. Này giờ cho anh em hụ hết ra, giờ tao cũng không có rung nữa. Tao rung theo cái nết cái tiếng kêu của cái máy thôi.
xem đấy là cái xe lại ở đây cái hụ một cái thôi là chạy không có đi đường xa được đâu, luôn tới cái bi đông cầm rồi luôn nè. Chung máy này đạt tiêu chuẩn rồi, còn gì mà phải thử nữa chứ. Rồi thì hôm nay cũng nhờ có máy móc này kia với mấy thằng đệ cũng đông anh em, thằng em đánh được 4 kèo chứ thôi là làm cũng không kịp nữa. Tưởng đâu là cái anh phu mập hồi nãy qua đêm không chứ. Thằng người cũng lẹ lẹ anh phu mập hồi nãy thì không có hư nặng gì nhiêu, hư có thằng lằn xin cam này kia bị bạ lật giặt không à, thành ra tránh về luôn. Chiếc này xe này là gã máy là thành ra nó mới hơi chậm. Còn hai chiếc tài nãy thì đầu nồi, thành ra nó cũng nhanh. Thì những anh em nào mà có sửa xe cứ alo cho em trước tiếng ngày nay sắp lịch, thì khi qua mà cái chuyện là như ví dụ như ngày nay 4 chiếc mà gã máy hết em làm đâu kịp, ngày có 1 chiếc một gã máy à, còn ba chiếc kia làm lặt vặt thì cũng nhanh. Rồi nhà kia gia hạn anh em nhiều cái clip kế tiếp anh em, ba anh em chạy anh em.